mọi người. Em xin chào tất cả các anh chị yêu Lan nha. Hôm nay em có chia sẻ với anh chị một cái chậu cát Mỹ nha mọi người. Mặt hoa màu trắng như thế này. Trắng cái lưỡi nó có một chút tím tím nha mọi người. Ở đây thì em chia hướng thôi. Em chia hướng cho anh chị siêu tầm. Hướng hai lá là 500k nha mọi người. Đây là một cái dòng cát Mỹ, cát xưa, hoa chùm. Và dòng này thì rất là xiên hoa. Chỉ cần lên thân mới như thế này là sẽ cho được hoa. Cái này thì em có thể chia được cho vài anh chị nha mọi người. Tại vì chậu này của em rất là to. Nếu mà anh chị nào mà thích mua nguyên chậu á, thì cũng có thể gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0914727162. Còn nếu không á, thì anh chị em bán hai lá là 500 ngàn và bao ship cho mọi người nha. Hai lá là 500 ngàn và bao ship, giá rất là êm. Bình thường thì em sẽ không bao ship với một cái hướng như thế này, nhưng hôm nay là tri ân khách hàng, em sẽ bao ship cho anh chị cứ hướng hai lá của một cái dòng cát Mỹ. Anh chị biết cát Mỹ là nó rất là hiếm, nó rất là mắc tiền, và đây là một trong những cái loại xưa nha. Chậu này thì em chia sẻ với mọi người là hai lá như thế này, cứ hai lá đầu, hướng đầu khỏe mạnh là 500k nha. Anh chị yêu thích thì cứ inbox cho em, inbox Zalo cũng được, hoặc là gọi trực tiếp theo số điện thoại của em cũng được nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.